Đẳng cấp khác biệt giữa phụ nữ dại dột và thông minh sẽ được thể hiện qua 14 điều sau đây. Bạn có biết rằng chỉ cần qua một vài câu nói hay hành động thì sẽ dễ dàng nhận biết được người phụ nữ ấy là người phụ nữ dại dột hay thông minh không? Thứ nhất, phụ nữ dại dột thì chỉ chăm chăm vào việc soi mói những khuyết điểm của đàn ông, còn phụ nữ thông minh thì biết nhìn nhận và tán thưởng những ưu điểm của đàn ông. Thứ hai, phụ nữ dại dột thì ưa giận dỗi, cãi nhau với đàn ông mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh khiến cho đàn ông phải mất mặt. Phụ nữ thông minh thì luôn giữ thể diện cho đàn ông trước mặt của người ngoài, có chuyện gì thì về nhà đóng cửa bảo nhau. Thứ ba, phụ nữ dại dột luôn ám ảnh về quá khứ và không ngừng bới móc về những chuyện đã qua. Còn phụ nữ thông minh thì sẽ bỏ qua những gì không hay trong quá khứ và cùng người đàn ông của mình xây dựng tương lai. Thứ tư, phụ nữ dại dột lúc nào cũng tự kiêu và cho rằng mình nhìn thấy được bản chất của đàn ông. Còn phụ nữ thông minh thì sẵn lòng tha thứ cho những lỗi lầm của đàn ông. Thứ năm, phụ nữ dại dột thì rất hay hạ thấp đàn ông. Họ không biết rằng hạ thấp đàn ông cũng chính là hạ thấp bản thân mình. Còn phụ nữ thông minh thì luôn tìm những ưu điểm của đàn ông để tán thưởng, bởi vì họ hiểu rằng tán thưởng đàn ông cũng chính là tán thưởng bản thân mình. 6. Phụ nữ dại dột thì hay nói anh biến đi, còn phụ nữ thông minh thì hay nói anh không được rời em dù nửa bước. 7. Phụ nữ dại dột thì coi đàn ông giống như là cung tên, khi kéo càng căng thì mũi tên sẽ càng bay xa. Còn phụ nữ thông minh coi đàn ông như cánh diều, chỉ cần giữ lấy dây diều trong tay thôi. Thứ 8. Phụ nữ dại dột thì đề cao cái tôi của chính mình là trên hết, còn phụ nữ thông minh thì luôn gửi gắm dựa dẫm vào đàn ông một cách khôn khéo. 9. Phụ nữ dại dột chỉ muốn đàn ông khư khư bên mình, không rời cô ta nửa bước. Còn phụ nữ thông minh thì hiểu được, lúc xa lúc gần thì tình cảm mới bền chặt. 10. Phụ nữ dại dột chỉ biết chăm lo việc gia đình, giặt giũ nấu ăn, nhưng lại quên mất việc làm đẹp cho bản thân. Còn phụ nữ thông minh cũng biết giặt giũ nấu ăn, nhưng cũng biết chú ý làm đẹp cho bản thân mình. 11. Phụ nữ dại dột luôn khiến cho đàn ông bị áp lực, bị kìm nén và bực bội. Còn phụ nữ thông minh thì khiến cho đàn ông có động lực và hứng thú trong mọi việc. 12. Phụ nữ dại dột khiến đàn ông thất bại thảm hại trong những giọt nước mắt của cô ta. Còn phụ nữ thông minh thì khiến cho đàn ông thành công rực rỡ trong nụ cười của cô ấy. 13. Phụ nữ dại dột luôn tìm cách đả kích đàn ông. Còn phụ nữ thông minh thì cổ vũ đàn ông mạnh mẽ và tiến lên trong mọi hoàn cảnh. Và điều cuối cùng, phụ nữ dại dột khi đọc xong và nghe xong những điều này sẽ biểu môi. Còn người phụ nữ thông minh khi nghe xong sẽ mỉm cười tự tin.